À, thì bên này có một cái nhóm với cô. Xin chào mấy cô nha. Fan với cô Hằng. Mấy cô ở đâu tới đây cô? Mấy cô ở Phan Thiết. Phan Thiết luôn hả? Đi hôm qua giờ. Bên này cô Hằng đẹp quá ta. Cô Hằng đẹp, cô Hằng mãi đỉnh. Cô Hằng mãi đỉnh. Mấy cô tới đây hồi mấy giờ? Mấy cô đi hôm qua nè. Ở lại xong sáng sớm ra mà rút cuộc kẹt gì. Dạ. Tới lâu không tới. À, bên đây là nghe nói là mở cửa miễn phí hả? Bây giờ cô muốn phòng xong rồi lấy chiều lại. Là giờ ở khách sạn này luôn, chiều ra giao lưu với cô hả? Tụi mình là theo dõi cô Hằng lâu chưa cô? Lâu đâu, từ khi mà người ta không có tiền mua cái tivi, người ta vẫn mua cái tivi đó. Là để coi cô Hằng. Dạ. Bữa trước đến ngày hôm nay là vẫn yêu cô Hằng một lòng một dạ. Cô Hằng là số 1. Dạ. Mình thì lớn hơn nhưng mình kêu là vậy cho lịch sự đúng không? Dạ. Cho chẳng lẽ mình kêu sao? Dạ. 1, 2, 3 Chị Hằng mãi đến. Đây phải. Mấy yêu chị Hằng. Mấy cô mấy cô hôm trước thấy cô Hằng về có vui không cô? Vui trời, không ngủ được luôn. Không ngủ mừng được luôn. Mừng mà không ngủ được luôn. Dạ. Tại nó mừng mà nó rung, nó không làm gì được luôn. Bữa nay có muốn nhắn gửi điều gì với cô Hằng không cô? Nói cô Hằng là cố lên. Cô Hằng cố lên và lúc nào chị cũng, nhưng mà mình không đến, không có thể nào ấy cho cô Hằng, nhưng mà mình rất yêu yêu cô Hằng nhiều lắm. Dạ. Và mong cho cô Hằng mạnh khỏe để ủng hộ giúp đời những người mổ tim đồ đó con ạ. Dạ. Mổ mắt đồ thì cô rất là thương cô Hằng nhiều lắm. Nhưng mãi suốt đời này vẫn là yêu cô Hằng. Tới cô. Cô này nữa, cô có chia sẻ điều gì muốn nhắn nhủ điều gì tới cô Hằng không? Chia sẻ nha cô Hằng là mạnh khỏe, khỏe mạnh, khỏe là có sức khỏe để vượt qua những người khó khăn, qua những người dân mà bảo lục. Đã, rồi thôi mình xin phép. Ít là những gì. Rồi tới cô Đào chia sẻ cô Hằng. Mỗi cô chia sẻ. Chúc cô Hằng là khỏe mạnh, lúc nào cũng mãi mãi là chị Hằng của chúng ta. Cảm ơn cô Hằng mãi đỉnh. Rồi tới cô. Chị cũng vậy. Em tên gì? Thấy cô Hằng giờ cũng rất là vui mừng để cô Hằng có được lên một cái đơn đi và cái đại nam để cô Hằng làm phấn lên để giúp đỡ những người nghèo khổ. Mấy cô này rất là vui nha. Bữa nay đại nam nó cũng có quyên góp ủng hộ cho bà con miền Bắc thì mấy chị thấy có ý nghĩa không à? Có ý nghĩa. Rất là có ý nghĩa luôn. Dạ. Sợ nó bắt là sắp cơ đồ mình sợ vậy, nhưng mà rút cuộc coi sau cái sau nữa thì cái đó là cô Hằng làm rất là hay. Dạ. Tuyệt chắc cô Hằng làm rất hay luôn. Dạ. Tuyệt vời nhất luôn. Số 1 ý nghĩa là cô Hằng ok. Có kim ngân ngầu để có mặt trận tôi mất ngầu nữa. Tim. Rồi tim đi cô, mấy cô tim ở đây. Quá rồi. Yêu chị Hằng. Trái tim này mãi ngon. Cho cô Hằng mãi ngon. Mãi ngon. Trái tim này. Mấy cô, nhóm mình là mấy người cô? 10 người hả? Đi từ Phan Thiết hôm qua tới giờ luôn á. Hồi sáng sớm 4 giờ dậy. Dạy miết tao giờ đi kẹt đường nằm trên xe. Kẹt mà đi bộ vô nè. Dạ. Bữa nay là phải gặp cô Hằng nha. Không gặp là không về đúng không? Không gặp là không về mà. 6 giờ đi gặp cô Hằng. Đó, gặp xong rồi về. Đi tới dạ. Buổi trưa. Buổi trưa mấy cô nghỉ ở đây luôn hả? Thương cô Hằng nhiều lắm. Dạ. Mà không biết nói sao với cô Hằng thôi. Dạ. Rất yêu cô Hằng. Tại vì cô Hằng là mấy cô. Ước mơ gặp được cô Hằng một lần một. Đúng rồi, mấy cô rồi rồi bây giờ mấy cô đây à. Bye mấy cô nha. Rồi chào cô nha. Rồi quá đẹp luôn. Rồi nhìn đây cô ơi, cô đi nhìn chụp hình nha. Mấy cô quay cái lưng ở đây, cô Hằng mới đỉnh phía sau đi. Cô Hằng mới đỉnh rồi, chị Hằng mới đỉnh. Quá đẹp luôn. Chị Hằng mãi đỉnh, chị Hằng mãi đỉnh. Rồi mấy cô này là fan cuồng của cô Hằng nha, từ Phan Thiết tới đây. Fan cuồng. Chị Hằng mãi đỉnh. Đó giờ chưa gặp lần nào hả? Chưa. Bây giờ gặp lần nào luôn. Gặp luôn. Dạ. Mà coi lúc nào á hả? Hồi đó mà coi từ lúc ban đầu cô Hằng lên TV là cô đã coi rồi. Cô rất là yêu.
yêu yêu lắm, không có thể nào nói được. Dạ. Rồi, đó là hết lòng với Hoàng rồi. Dạ, cảm ơn mấy cô nha. Đó, nhóm này 10 người đó mọi người. Giờ nghỉ ngơi nha, chiều 6 giờ mới gặp được cô. Ở đây là có sẵn cái khu khách sạn Đài Nam luôn nè. Cô chú bác mà nào có mệt thì vào đây nghỉ luôn nha. À, mấy cô là từ Phan Thiết tới mọi người. Chú này cũng mặc áo cô Hằng nè. À, cô Hằng Mỹ Đỉnh nha. Chào mấy cô nha. Bye. Ngồi đi. Ngồi. Từ hè nào tuần qua tới nay luôn. Tuần qua. Dạ. Cô đi tuần qua biết sao không? Vô Sài Gòn đây ra cho sớm nè. Số cuộc ra lúc nào kẹt xe tàu nó đường từ Sài Gòn á hả, tới gần khúc Bình Dương á kẹt xe quá chừng luôn. Dạ. Cho mà nôn nóng ra số cuộc tông quá, mấy đứa nhỏ nó mệt. Giờ cô mướn phòng cho mấy đứa bé nằm thôi, bốn người mà hơi lớn tuổi nằm, còn mấy cô thì cũng chơi tiếp. Nói về đi là mấy chỗ rồi, đâu có đi đâu, chỉ là lên khách sạn Tân Bình ngủ xong rồi bây giờ quay về Đại Nam nè. Dạ. Yeah. Bây giờ nói chung là mới tới Đại Nam ha. Mới tới Đại Nam. Yêu cô Hoàng Mãi Đỉnh nha. Cái con của cô Hoàng Mãi Đỉnh. Dạ, yeah. Chúc mấy cô sức khỏe nha. Rồi, mấy cô này rất là dễ thương luôn mọi người. Đây là cái khu vực trường đua Đại Nam nha. Tối nay sẽ có một cái sân khấu và cô Hằng sẽ giao lưu tại đây. Khán giả sẽ ngồi ở phía trên trên này nha mọi người. Ở trên cái khán đài này rất là rộng luôn nha mọi người. Rất là rộng luôn nha. Đây là cái khu vực sân khấu này rất là xa luôn. Mình zoom tới cho quý vị xem nha. Giờ này mới buổi trưa thôi mọi người, mới có khoảng hơn 11 giờ trưa thôi. Nhưng mà bà con khán giả tới dành cái vị trí chỗ ngồi nè, mọi người thấy chưa? Mọi người chọn chỗ đẹp nha để nhìn thấy cái thần tượng của mình, gọi như là thấy bằng da bằng thịt luôn đó mọi người. Đó, thấy chưa? Bây giờ trời ở đây rất là nắng luôn nhưng mà mọi người cũng tới rất là đông rồi. Một số người giờ này đi ăn trưa rồi xíu chiều khoảng tầm 3-4 giờ là sẽ tập trung ở đây đông hơn. Khu vực cái sân khấu rất là rộng mọi người nha. Đây là khu vực đường trường đua đó. Buổi trưa thì Đại Nam nắng cũng khá là gắt đó, mình sẽ đi ra phía ngoài này. Đi ra phía ngoài bây giờ mọi người cũng đang tranh thủ tìm chỗ nghỉ trưa nha. Chiều nay là chương trình là 6 giờ mới bắt đầu mọi người. Hôm nay thì tất cả bà con cô bác tới đây sẽ được vui chơi tham quan miễn phí ha. Tất cả các trò chơi cũng như là vào cổng miễn phí nha mọi người. À. À, rất là đông nè mọi người thấy chưa? Bà con tập trung rất đông nha mọi người. Nhiều gia đình là đem theo đồ ăn thức uống nè để vừa đi chơi vừa ăn uống với nhau ha. Rất là đông vui luôn, lâu lắm rồi Đài Nam mới đông vui như vậy mọi người. Mọi người thấy chưa? Đây là cái lối đi vào trường đua Đài Nam nè, thấy chưa? Trường đua Đại Nam kính chào quý khách nha. Còn đây là cái lối đi ra mọi người.